xin chào các bạn. Ở phần trước mình đã trình bày cho các bạn luồng xử lý khi intercept API của ứng dụng với Bubsil. Trong phần này mình sẽ trình bày cách intercept API của ứng dụng với FreeDAO intercept API nhé. Để có thể hiểu được phần nội dung này, bạn cần tìm hiểu cách thức mà FreeDAO hoạt động trước nhé. Mình sẽ có video để nói về chủ đề này trong các video sau, các bạn nhớ đón xem nhé. Sau khi khởi chạy Echo Server để listen trên port 27080 và cấu hình cho Bubsil để listen trên port 26080 cùng với cấu hình để redirect đến Echo Server thông qua FreeDAO để có thể đưa scripthandler.js vào bên trong tiến trình chạy của ứng dụng. Scripthandler.js phải được khai báo các thông tin của các class và method mà ứng dụng sử dụng để xử lý các data trước khi chuyển chúng đến hàm mã hóa hoặc giải mã. Để cho các bạn dễ hiểu thì ví dụ ứng dụng BankX sử dụng class ClientRequest và method getParameter để lấy data mà người dùng gửi lên server. Và sử dụng class ClientRespond và method getDecryptor sau để xử lý các data sau khi đã giải mã xong. Các thông tin này có thể lấy được bằng các cách như reverse chain function và method thông qua FreeDAO hoặc FreeDAO's hook. Sau khi scripthandler.js được load thành công trong tiến trình chạy của ứng dụng, khi ứng dụng có gọi đến các class và method để xử lý data thì sẽ được handler.js hook lại. Cùng quay lại với mô hình của chúng ta. Sau khi user nhập thông tin username và password trên ứng dụng và bấm login thì các thông tin username và password sẽ được code của ứng dụng xử lý. Khi ứng dụng gọi đến các class và method mà trong handler.js đã khai báo thì lúc đó handler.js sẽ hook được các data này. Cùng lúc đó tiến trình xử lý trên ứng dụng sẽ được ngưng lại. Các data sau khi được hook sẽ được xử lý trong handler.js và được gửi qua Bubsil. Trên Bubsil sau khi chúng ta thêm các payload vào trong data và forward đi thì data này sẽ đi đến Echo Server và sau đó sẽ được đẩy vào lại tiến trình xử lý của ứng dụng để hoàn tất một quy trình. Sau đó data đã được thêm các payload này sẽ được đưa đến hàm mã hóa của ứng dụng và tiếp theo là gửi lên server. Như vậy thì server sẽ giải mã bình thường mà không bị lỗi. Sau đó server sẽ trả về response tương ứng và response này cũng có mã hóa. Khi ứng dụng nhận được response từ server sẽ đưa đến hàm giải mã để giải mã response body. Sau khi giải mã data xong, ứng dụng sẽ gọi đến các class và method để xử lý data, mà trong handler.js có khai báo các class và method này nên handler.js sẽ hook được các data. Cũng tương tự thì tiến trình xử lý này cũng sẽ được ngưng lại. Các data sau khi được hook sẽ được xử lý trong handler.js và được gửi qua Bubsil. Trên Bubsil sau khi chúng ta thêm các payload vào trong data và forward đi thì data này sẽ đi đến Echo Server và sau đó sẽ được đẩy vào lại tiến trình xử lý của ứng dụng để hoàn tất một quy trình. Như vậy thì thông qua handler.js chúng ta chỉ can thiệp vào data trước khi được đưa vào hàm mã hóa và data sau khi đã giải mã xong. Với cách cấu hình như này sẽ giúp các bạn pentest các API của ứng dụng được thuận tiện và dễ dàng hơn. Nhưng các bạn phải tìm được chính xác các class và method mà ứng dụng sử dụng nhé. Công đoạn tìm kiếm class và method này có thể mất ít hay nhiều thời gian tùy thuộc vào kinh nghiệm của các bạn nhé. Thông qua FreeDAO Intercept API các bạn có pentest cho các API mà không cần quan tâm đến thuật toán mã hóa mà ứng dụng đang dùng. Chúc các bạn thành công và được sếp tăng lương nhé. Trong video sau mình sẽ demo trên một số ứng dụng có sử dụng mã hóa Request Response nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe Nopboy để xem các video mới nhé.